Nhận thấy cây đinh lăng phát triển ổn định dưới tán điều, ông Phan Công Thời chủ động hợp tác với công ty cổ phần Thảo Dược Liên Kết Việt Nam để trồng 5 sào. Được doanh nghiệp hỗ trợ, ông Thời đã dẫn nước từ núi về ao chứa và áp dụng tưới tiết kiệm cho toàn bộ vườn đinh lăng. Dự kiến khi vườn đinh lăng đạt 1 năm tuổi, sẽ bắt đầu cho thu hoạch lá. Được công ty ký hợp đồng đàng hoàng, bao tiêu sản phẩm từ củ đến thân đến lá, tiêu thụ hàng tháng, việc tại chỗ giống như người có lương mà làm theo thẻ tự do. Tôi thấy nếu chưa phát huy được thì tôi cũng là rất tiếc. Hiện nay công ty cổ phần Thảo Dược Liên Kết Việt Nam đã xây dựng được vùng nguyên liệu trồng đinh lăng khổ qua rừng với diện tích hơn 100 hectare. Đơn vị đang hướng đến mục tiêu mở rộng vùng nguyên liệu lên khoảng 500 hectare để phục vụ cho nhà máy chế biến thực phẩm chức năng cung cấp ra thị trường trong nước và xuất khẩu. Tạo công ăn việc làm cho người dân ở đây thì chính cái người dân ở đây đã được thực tập chính tại cái khu vườn này và được hiểu biết được cái cây đinh lăng này. Thế sau khi cái cây đinh lăng này đã bắt đầu phát triển lên thành một cái mô hình chuẩn rồi thì anh Thời bắt đầu nhân rộng cho nhiều hộ gia đình. Thế là ở đây sẽ trở thành một trung tâm thu mua cho công ty. Phát triển cái nguồn cây kinh tế mới này là xã luôn luôn ủng hộ để mà nhân rộng lại cái mô hình trồng cây đinh lăng này. Không riêng Phước Đại mà các xã còn lại của huyện Bắc Ái đều có lợi thế về đất đai, hệ thống thủy lợi bao phủ và doanh nghiệp sẵn sàng hỗ trợ đầu tư xây dựng chuỗi liên kết từ khâu trồng, thu hoạch đến tiêu thụ sản phẩm. Mô hình này đã mở ra cơ hội cho địa phương hoàn thành tiêu chí tổ chức sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân trong xây dựng nông thôn mới.